Hello, xin chào mọi người. Kênh Thầy Cây Vlog cùng kênh Bãi Rác Sài Gòn. Thì hôm nay hai anh em đi xuống bãi. Thì bây giờ xuống xong hết luôn 4 cục cái. Thì đợi tuần sau sẽ quay cho mọi người coi. Thì bây giờ đi thẳng đây mình xong luôn 30 cái đây luôn. Chuột thì vẫn còn mà ít chứ không được nhiều. Vài con à. Đó, mình review hai con lươn nè. Mình ra ngoài sông á, nước cạn á, trời ơi bắt này cả ký á mọi người, lươn á quá đã, phải nói là sung sướng luôn á. Rồi giờ anh em theo chân anh em mình đi thăm thôi. Lúa bỗng mình đầy đủ dứt rồi, cùng Mr. Hiếu dứt cây đầu tiên luôn. Ê, mã đâu thành công hay là hậu hành hay là giỡn gì đây, cực đai vô. Ủa, không có lòng không mà thôi. Ủa, cái đây vậy à? Kỳ vậy? Cua hình bộ chuột không cố. Nhà te vậy? Ồ, chết chuột rồi mọi người. Đây con cái nha mọi người. Nãy giờ thăm mấy cái chết chuột rồi mình không có quay. Cô cực. Đông cực luôn kìa mọi người. Cái này chắc bánh mì quá. Đông cực luôn. Nặng. Đây. Rồi giờ anh luôn. Hành. Rồi hành nhất luôn anh em ơi. Hành nhất. Quá im luôn. Mới tự hiếu lại thăm mấy cái đằng kia rồi. Giờ mình không có Mr. Hiếu ở đây thì mình xử lý luôn. Không có công kêu anh em. Hên quá. Tầm hai cái đầu tiên chết chuột đó, uổng quá rồi uổng. Con này cứt nó khô luôn rồi. Cứt khô luôn. Này nó vô chắc cũng vẫn 2-3 bữa rồi. Wow, con này bự rồi nha. Hình nhất nha anh em. Quá đã luôn. Lâu lâu làm con này cũng khỏe đâu, khỏe người, khỏe gà liền. Sung sướng. Rồi, một tay mình bắt luôn. Lỡ rồi. Thôi để mình úp má chứ mình một tay khó làm quá. Rồi. Đó, mình kẹp xong rồi đó, giờ mình sẽ rút ra. Ra em. Lúa còn 23 bịch. Quá. Có mùi hành này. Đó, ra đi. Quá đã. Trời ơi. Sung sướng mập lúc luôn. Rồi. Mình ướp máy bỏ vỏ thôi. Vỏ vỏ không mà chưa có gì hết đó. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình cũng có một cái. Vô, đá vô. Ôi, im re luôn. Nghe te luôn. Đi chuột con luôn thôi.
Rồi ba bịch lúa chục con luôn. Bị ta. Im gì mà không chạy. Đây mình đã tới điểm mới thì này là hôm nay là đường chạy, nguyên cái đường chạy luôn. Chạy không à. Đây mình có nhát cái nè. Rồi. Im re luôn. Thiếu giục chó luôn rồi. Vậy hôm nay một ngày không may mắn. Cái này là bể đầu rồi, lúa nó lên mầm luôn rồi. À, kiếm cho khác luôn. Rồi bể đầu luôn. À, mình vô mình cui cái này cho mọi người xem ha. Cái này hổng dính dặn rồi. Dặn vô ép chuột chết rồi. Đá gì không? Rồi im ra luôn, không có cúp đá gì luôn. Rồi anh tí chào hàng luôn anh mọi người. Anh tí chào hàng. Thì điểm tiếp theo luôn. Theo mất cơ hiếu. Điểm này có đại ca. À, đi cặp cái tường kìa. Đó. Khó đi quá, vô cái tiểu vô. Mình đứng đây mình chờ cái tiểu ra dấu. Ui. Bà tường này rất là ngon luôn. Ở đây là rừng chảy. Đây, mới thấy Hiếu cầm mình lúa đi ra là Hiếu nha mọi người. Chuột chết rồi. Đây, mới thấy Hiếu đang kiếm cái lồng. Ở bên đó đó. Còn luôn. Đây có đường mương không? Không khu bèo hôm nay có nước lên. À, nước lên đi lấm chấm. Đi đại rồi đúng không? Ừ. Chuột phá hả? Ừ. Hết lúa là phá rồi. À, còn chuột lại mà được rồi. Lồng cái lồng bắt con gì đây? Lồng rồi. Lồng để bắt chó của con chuột này. Con chuột này chuột rừng chứ không phải là chuột này. Để ráng còng để coi có chó mèo nào vô đây không, lụm nó luôn. Rồi ai đập bánh chặt vậy? Trời ơi bánh mẹ đập ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quang quang. Con này cũng lôi lôi nhì chứ, nhì không? Rồi lôi nhất luôn rồi, trời ơi, cục luôn. Chút xíu à. Có hẹn mới ghê.
hai găng tay chứ nhiều. Trời ơi, hai găng tay. Rồi. 4 năm lạng khỏe ru luôn. Con này vô cũng hơi 2 ngày. Quá đã. Rồi anh Tí còn chào hàng luôn. Tí chào hàng luôn rồi. Điểm này nguyên 100 móc meo luôn nè. Này là mấy anh bãi tặc muốn vô đây lấy lòng của em hơi bị khó nha. Móc mèo không. Quyền thoại là gì? Thì ở đây mình có ốc, có bu. Không biết bữa nay còn không đâu. Mấy con nào vậy ta? À, thấy ốc gạo rồi. Ở đây có một con. Mình thấy được con à. Hồi đó con là hai con. Con bắt hai. Hết rồi. Bắt con lần hai lần muốn hết luôn rồi. Hết rồi. Có nhiều thì mình thấy có mấy con. Ốc này là ốc không phải ốc lác mọi người. Buông mình luôn á. Hết rồi, còn hai con rồi. Ở đây mình có đặt cái trên cao. Đó, trên cái dốc thành này đó. Cao lắm. Cho nên mình không có leo quay khó khăn lắm mọi người. Thì hên bữa nay nó vô được con dọn. Không biết con này được 7-8 lạng không. Giờ mình tranh thủ mình bắt. Để mình ra thằng bạn nó lên nó lấy tiền. Rồi. Chuột còn sống luôn. Mà vô đây nó làm cho cái có viên quạt này là rắn con nè. Giờ anh con nha mọi người. Nè. Giờ anh con nó còn cái đuôi nè, mọi người thấy không? Bộ xác mà nó ăn luôn bộ xác nè. Ôi. Con này giờ anh bông. Cũng được 7-8 lạng à, chẳng đó à. Rồi quá đã thôi, giờ mình tranh thủ thôi. Hello, chào mọi người nhé. Thì đây mình thăm cái bẫy tiếp theo. Đây, lấy con cái. Cái này bữa qua mưa. Cái này thì ngày nào mình cũng thăm đó, chứ không phải là để 4 đêm nha anh em. Nặng thế. Cất đáy rồi. Dạ. Nặng gì? Ê. Quàng. Rồi. Lòng chút xíu mà. Rồi lòng chút xíu mà. Con hoành bự như chú bà luôn mà. Ui. Xuống. Quá xuống rồi anh em ơi. Xuống. Hàng khủng.
Đúng. Ủa, con này bèo lắm, cũng chín lạng nha anh em. Thôi vui. Ui, bung lưỡng luôn, vàng cháy luôn. Ôi trời, con này 1 ký 500 ngàn thẻ. Ui, là to cho bự rồi. Hết nó nổi luôn. 500 ngàn thì nó được 1 ký 5 xị, 9 lạng thì nó được 450. Quá im luôn, vô lúc luôn. Ủa xuống. Ủa nó mập, con này mập rút luôn. Hết hồn luôn anh em ơi. Rồi, mình xin up video nha, mình xử lý con rắn này.